Tập 16. Chuyện vui vẻ nhất trong cuộc đời chính là được ăn lẩu. Xin ít giấm được không? Dồn ép người khác, tưởng lợi hại thế nào? Chẳng phải vẫn cần người khác chăm sóc sao? Không phải tôi cho anh cơ hội thể hiện đâu. Anh cũng đừng nghĩ tôi là người ấu trĩ đến thế. Thực ra trong mắt tôi, anh cũng chỉ làm được mấy công việc lao động thể lực này thôi. Tôi không cảm thấy anh có bất kỳ tiến bộ nào trong cấp độ tinh thần. Cô đúng là ngày càng nói năng sắc sảo đấy. Vậy cô giúp cái người chưa tiến bộ hết này tiến bộ một chút đi. Kể từ sau khi quen biết cô, số lời công kích tôi nghe được từ cô còn nhiều hơn tất cả trong nửa đầu cuộc đời. Cô nói xem, cô là phụ nữ, không thể dịu dàng một chút sao? Số phụ nữ thích dùng sự dịu dàng để chinh phục đàn ông có quá nhiều rồi. Tôi không gấp vui nữa đâu. Vậy cô muốn chinh phục ai? Đừng bảo là tôi nhé. Tôi bị mù chắc. Anh có biết tôi ghét nhất anh ở điểm gì không? Chính là cái bộ dạng suốt ngày tự luyến, cảm thấy bản thân lợi hại lắm vậy. Anh cảm thấy phụ nữ trên khắp thế giới đều phải dây quanh anh à? Tôi nói không đúng sao? Tôi muốn hỏi cô một chuyện này. Cô nghĩ thế nào về Đoàn Dũng? Thế thì anh hỏi đúng người rồi. Hồi anh ta mới đi nước ngoài, tôi từng phỏng vấn anh ta. Vậy sao? Nói nghe xem nào. Nói thế nào nhỉ? Kiểu người như anh ta bạo lực gia đình, tôi không lấy làm lại chút nào. Hồi đó anh ta vừa giành quán quân thế giới, giá trị tăng vọt, cả con người đều tỏa hào quang, ngông cuồng muốn chết. Chính là cái kiểu cuối cùng ông này cũng có ngày ngóc đầu, thứ cảm giác đó anh hiểu chứ. Nhưng bản thân con người này lại vô văn quá, não hoàn toàn rỗng tết, như một đứa trẻ to xác. Anh ta chỉ có thể dùng chuyên môn của mình để tiêu hao hóc môn nam giới dồi dào của bản thân. Cho nên, nếu anh ta không dây vào phụ nữ nào khác, ngoài bạo lực gia đình ra, anh ta phải làm gì mới tiêu hao nổi đống thể lực đó? Cô phân tích cũng giỏi đấy. Phân tích kiểu đàn ông này đối với tôi thật sự chẳng khó một chút nào. Nhưng có một điểm cô vừa nói, tôi không tán thành lắm. Tôi nghĩ đàn ông trêu hoa ghẹo nguyệt cũng không hoàn toàn là vấn đề thể lực. Tất nhiên không phải. Đàn ông trăng hoa có hai kiểu. Kiểu thứ nhất, phong lưu. Kiểu thứ hai, háo sắc. Kiểu đầu tiên nhã nhặn, bọn họ không thèm khát. Họ cũng sẽ lựa chọn đối phương một cách cẩn thận. Cho nên thông thường, họ sẽ không làm gì tổn hại nữ giới, chí ít sẽ không tùy tiện tổn hại nữ giới. Nhưng kiểu thứ hai thì lại biến thái. Bọn họ chỉ chăm chăm phát triển ham muốn tình dục, còn việc liệu có tổn hại đối phương không, bọn họ hoàn toàn không quan tâm. Cho nên, nếu như Đoàn Dũng ngoại tình, anh ta chắc chắn là dễ sao. Nhưng bây giờ anh ta dùng bạo lực gia đình, hành vi của anh ta còn nghiêm trọng hơn ngoại tình gấp trăm lần, vì điều đó trực tiếp tổn hại đến nữ giới. Tôi cảm thấy cô cũng có chút năng lực đấy. Khiêm tốn rồi. Thật không ngờ, sang đây ăn chực một bữa, còn có thể bổ sung chút kiến thức. Tối nay quả là không uổng chuyến này. Mì này để phần cho cô. Tôi nói cô nghe, lúc cuối bỏ vào nồi, mì gói ăn với nước lẩu, đỉnh của chớp luôn. Nhân tiện tôi nhắc nhở anh một chút, chúng ta chỉ có quan hệ hàng xóm, anh không thể suốt ngày sang ăn chực của tôi. Thực ra tôi rất muốn hỏi, trong mắt cô, tôi là loại người nào? Anh không phải loại nào hết, anh chỉ cô độc thôi.
Alo, tôi suy nghĩ kỹ rồi. Cái giải quyết khủng hoảng cho anh Đoàn Dũng, tôi không nhận nữa thì hơn. Thôi được, anh Lâm. Xin lỗi nhé. Đúng rồi anh Lâm, xung quanh anh có còn chuyên gia giải quyết khủng hoảng nào tốt một chút không? Có thể giới thiệu với chúng tôi không? Tôi cũng biết một người thật, nhưng mà mấy người không được nói là tôi giới thiệu. Được. Là ai vậy? Mấy chuyện anh nói tôi nắm được rồi, nhưng tôi cần thời gian suy nghĩ thận trọng. Anh Phương, thời gian không chờ đợi ai. Đã qua một ngày rồi, tôi xin anh đấy, anh hãy nhận đi. Bây giờ tôi vẫn chưa trả lời anh được, xin lỗi nhé. Nhưng tôi... Alo? Tiếp tục nghĩ cách. Tiền Lô đâu? Vì Tiền Lô xin nghỉ phép rồi, nói là có người cao tuổi ở nhà bị bệnh. Ngô Phương, vào phòng tôi một lát. Dâng. Đóng cửa lại. Có chuyện này tôi cần cô giúp tôi một chút. Anh nói đi à, vụ Đoàn Dũng bạo lực gia đình, tôi cần cô theo dõi sát sao. Nếu có tin tức gì được phát tán hay biến chuyển gì, báo ngay cho tôi biết. Nhưng chuyện này không cần bất cứ người nào biết. Cô đã hiểu chưa? Tôi hiểu rồi. Đi đi. Cậu nói gì cơ? Tôi quyết không cho phép cậu làm như vậy. Chuyện này anh không cần thiết phải đích thân làm, bằng không toàn thể công ty sẽ chỉ trích anh. Không được. Tôi đã nói với cậu rồi, bây giờ chuyện này mới chỉ là đoán vô căn cứ. Dù bây giờ anh chưa hiểu được cách làm của tôi, sớm muộn anh cũng sẽ hiểu sự khổ tâm của tôi thôi. Tôi làm thế không chỉ vì anh, còn là vì công ty. Tiểu Tần, dân, tôi hiểu rồi. Anh, nói, cái bên anh ký hợp đồng đại diện xe hơi năng lượng mới vừa gọi điện đến, bảo chúng ta tranh thủ thời gian thanh minh chuyện này. Hai hôm nữa bọn họ có triển lãm xe, vật liệu in toàn hình của anh. Nếu như còn không thanh minh thì họ sẽ buộc phải hành động. Thế nào? Dỡ hết hình ảnh của anh. Cậu gọi lại cho Diệp Thuần đi. Xin chào, số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy. Vẫn tắt máy. Còn nhảy. Không chờ được nữa, tôi tự lên. Thầy Phương, vụ Đoàn Dũng bạo lực gia đình có bằng chứng rồi. Lúc chiều Đoàn Dũng đăng bài thanh minh, nói vụ bạo lực là vô căn cứ, là bị đặt, nhưng chưa đến một tiếng sau, vợ của Đoàn Dũng đã lên Weibo đăng chứng minh thương tích do bị bạo hành, bệnh viện cấp cho. Tôi nghĩ chắc lần này Đoàn Dũng tiêu đời rồi. Thầy Phương, khách hàng của chúng ta có đại diện của Đoàn Dũng không?
Đang làm xong cô có rảnh không? Có à? Theo tôi đến nhà Đoàn Dũng. Dân, đi đi. Sao cô lại đến đây? Anh cảm thấy chúng ta như vậy có gì hay sao? Vấn đề này nên hỏi chính cô mới đúng. Là cô bây giờ luôn chống đối tôi đấy chứ. Anh đừng đẩy hết mọi trách nhiệm lên tôi. Anh có biết bộ dạng bây giờ của anh khốn nạn lắm không? Không sai. Là tôi khốn nạn. Là tôi không chịu kết hôn, làm cô bị lỡ dở. Nhưng cô thật sự nghĩ vấn đề giữa chúng ta chỉ cần một trong hai người nhượng bộ là có thể giải quyết được sao? Không vậy thì sao? Đôi khi tôi bình tĩnh nghĩ lại, tôi cảm thấy hai người chúng ta thực sự là người của hai thế giới. Cô có logic của cô, tôi có logic của tôi. Lúc chúng ta ở riêng trong thế giới của mình thì có thể yêu thích người kia, vì chúng ta được thấy những thứ hoàn toàn khác. Nhưng một khi chúng ta gặp phải cùng một chuyện thì sẽ xích mích đến không thể hòa giải. Anh trở nên lý trí với tôi như vậy từ bao giờ? Anh có người khác rồi phải không? Coi như tôi chưa nói. Tôi thật sự không muốn cãi nhau với cô. Tôi mệt lắm rồi. Tại sao lại đi đến bước này? Tại sao lại đi đến bước này? Được rồi, được rồi, được rồi. Cô bình tĩnh lại chút được không? Chúng ta tìm dịp nào khác thảo luận kỹ hơn về vấn đề giữa hai chúng ta. Một ca này cô có nhận không? Không hứng thú. Bài đăng quán quân kickboxing Đoàn Dũng bạo lực gia đình, cô cũng đã xem rồi. Nếu như ly hôn sẽ dẫn đến việc phải phân chia số tài sản lớn. Làm sao anh biết được họ sẽ ly hôn thật? Đoàn Dũng bạo lực gia đình nhiều năm lắm rồi. Giờ anh ta phơi chuyện này ra cũng là vì không thể chịu được nổi nữa. Nhưng cuối cùng có ly hôn nổi hay không thì phải xem vào bản lĩnh của cô. Bản lĩnh của tôi, bản lĩnh của tôi chính là tôi phải cố gắng hết sức để tất cả mọi người nhìn thấy chân tướng của sự việc. Đúng là chỉ có công việc mới có thể giúp cô lấy lại lý trí.
Thầy Phương, tại sao chúng ta lại đến nhà Đoàn Dũng? Cô hẹn họ bao nhiêu lần rồi? Vừa hay có thể nhân cơ hội này dạy cô cách nhìn thấu một người đàn ông. Anh Phương, chúng tôi cũng không ngờ suốt cả chiều điện thoại của tôi bị bên thương hiệu gọi đến nổ cả máy. Tôi hiểu. Coi bộ anh Đoàn lần này khiến vợ mình bị thương không nhẹ. Tôi thật sự không kiềm chế nổi bản thân mình. Hơn nữa cô ta hoàn toàn không nghe tôi nói. Anh bảo tôi giải thích thế nào? Tóm lại bây giờ tôi tuyệt đối không thể nào mất mọi thứ trong tay. Anh Phương, anh nhất định phải giúp tôi. Anh Đoàn, anh đừng sốt ruột. Chuyện này không phải là không có cơ hội. Vậy anh nói đi. Nếu như hai anh quyết định để tôi ra mặt giải quyết vụ này, thì chúng ta cần thỏa thuận rõ về kinh phí trước. Anh ra giá đi. 30% toàn bộ thu nhập của anh sau này. Anh Phương, thế này thì nhiều quá. Nếu như không có tôi, chỉ sợ sau này hai người đến một xu cũng không có mà kiếm. Mong hai người suy nghĩ thận trọng. Chỉ cần anh Phương giúp chúng tôi giải quyết vấn đề thì số tiền này đều là xứng đáng. Bước đầu tiên phải sớm tìm được vợ của anh Đoàn. Chuyện này chúng tôi vẫn liên tục gọi điện cho chị Diệp Thuần, nhưng chị ấy cứ toàn tắt máy. Chẳng phải còn Weibo sao? Có thể nhắn tin cho cô ấy, nói với cô ấy là hy vọng đôi bên bình tĩnh nói chuyện. Chỉ cần họ chưa ly hôn thì chuyện này vẫn còn cơ hội. Sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Tôi... Sao thế? Thực ra đau khổ chỉ là tạm thời thôi. Qua được đợt này, cô sẽ hối hận tại sao không sớm rời xa người đàn ông đó. Hầu hết các vụ ly hôn tôi từng xử lý, cuối cùng đều có kết quả như vậy. Tôi thật sự không tài nào hiểu nổi tại sao cuộc hôn nhân của mình lại đi đến nước này. Tại sao chồng nhà người khác đều hết mực che chở cho vợ của mình. Còn Đoàn Dũng thì toàn trao tôi mặt hung dữ nhất của mình. Tóm lại, nếu tôi không có mặt, đừng tiếp xúc với bất cứ người nào, được không? Diễn cái gì? Vừa mới đăng lên, vợ của Đoàn Dũng khởi tố ly hôn rồi. Cái cô Diệp Thuần này đúng là giúp phụ nữ được hái dạ.
Chị hai, nửa đêm nửa hôm cô xông vào nhà tôi chỉ để nói với tôi chuyện này phải không? Tất nhiên rồi, con người tôi thích bên vực kẻ yếu. Nếu anh là Đoàn Dũng, tiếp theo anh sẽ giải quyết khủng hoảng thế nào? Cô đừng so sánh tôi với loại đàn ông này được không? Có phải là vì tôi thân với cô nên cô càng ngày càng quá đáng không? Một ông chú già thê thảm cô đơn như anh, nếu tôi không để ý anh, ai thèm để ý anh? Anh nhìn căn nhà này, nhìn có vẻ như là quý tộc độc thân theo đuổi tự do, nhưng mà ngày nào anh cũng sống trong nỗi lo sợ cô đơn đến già. Tôi thấy anh đáng thương quá. Cô đừng phân tích tôi. Là cô nói mà. Chúng ta chỉ là hàng xóm, cho nên mong cô hãy giữ khoảng cách. Đêm hôm khuya sao nóng tính vậy chứ? Sao thế? Không được à? Có tin nếu cô còn không đi tôi cắn cô không? Đến đây cắn đi. Tài giỏi thế cơ à? Đi thì đi, anh bị điên à? Biến thái. Thời gian này rất quan trọng đối với chúng ta. Vợ của anh đã đệ đơn ly hôn vì muốn giành quyền nuôi con và chia nhiều tài sản. Cô ta rất có thể chống lại chúng ta trên truyền thông. Chúng ta phải chuẩn bị ứng phó bất cứ lúc nào. Không thể để cô ta hạ thấp hình tượng của anh trước mặt công chúng. Mụ đàn bà thối. Đợi tôi gặp cô ta, xem tôi xử lý cô ta thế nào. Anh Đoàn, xin anh nghe kỹ mỗi một câu khi nãy tôi nói. Tôi đang nghe đây. Thái độ này của anh tuyệt đối đừng thể hiện trên truyền thông xã hội. Hiện giờ công chúng chỉ đang tưởng tượng hình ảnh bạo hành gia đình của anh. Tuyệt đối không được để công chúng nhìn thấy anh thật sự bị chọc giận. Nếu không, sẽ không còn cách cứu vãn nữa. À, anh Phương, anh xem, anh Đoàn của chúng tôi đã đăng Weibo phủ nhận bạo hành. Có phải giờ chúng ta nên tranh thủ xóa đi không? Khoan hãy xóa. Nếu không, công chúng sẽ nghĩ chúng ta đã sợ. Thứ hai, sẽ nghĩ anh Đoàn là người hai mặt, tinh thần bất thường. Vậy chúng ta làm sao cứu vãn sự ảnh hưởng của vụ việc này? Đoàn Dũng đã biết cô muốn ly hôn. Để giữ hình tượng của anh ta, chắc chắn sẽ cứu vãn cuộc hôn nhân này. Tôi đoán gần đây anh ta sẽ vừa đấm vừa xoay với cô trên các phương tiện truyền thông. Chắc là sẽ đăng tải những tin xấu để bôi nhọ cô. Tóm lại, dù anh ta làm gì, nói gì, cô phải nghĩ xem bản thân có lòng tin chịu đựng hay không. Tôi có lòng tin. Được, vậy chúng ta bắt đầu chuẩn bị. Cô phải nhớ rằng mục tiêu của chúng ta chính là giành sự cảm thông của công chúng. Bởi vì chỉ như vậy, lúc cô khởi kiện ly hôn, dù là tranh giành quyền nuôi con hay là tranh giành lợi ích, đều có lợi cho cô. Luật sư Diên, tôi chỉ hy vọng chuyện này có thể kết thúc sớm, đừng ảnh hưởng đến trẻ con. Hiểu rồi. Thật ra tôi vẫn hơi lo lắng. Chắc chắn Đoàn Dũng sẽ tìm đội ngũ chuyên nghiệp giúp anh ta. Nhưng chúng ta chỉ có hai người, có nắm chắc thắng được họ không? Uống cà phê đi. Cho dù là nguy cơ khủng hoảng của cá nhân hay doanh nghiệp, quan trọng nhất có hai điều. Thứ nhất, cô muốn xây dựng hình tượng như thế nào? Thứ hai, cô phải lan truyền ra ngoài thông tin kênh chính thống. Cô muốn xây dựng hình tượng thế nào là quan trọng nhất.
Cá nhân tôi cho rằng đừng xây dựng hình tượng giả tạo, thực sự cầu thị hợp lý, đúng mực là được. Phải. Bên nữ không được mất kiểm soát, tuyệt đối đừng gây sự với đối phương trước, không được để mọi người nhìn thấy hôn nhân của đôi bên lại tiêu cực như vậy. Nếu không, mọi người sẽ chuyển đề tài thảo luận thành không còn tin vào hôn nhân, cho dù hôn nhân quả thực là như vậy. Một khi chuyển thành đề tài tiêu cực này, tức là lưỡng bại câu thương, tiếp đến là vấn đề truyền thông. Cá nhân tôi cho rằng, khoan chấp nhận phỏng vấn của truyền thông vẫn chưa đến lúc, như vậy sẽ khiến đối phương cảm thấy cô rất mạnh mẽ, cũng khiến mọi người cảm thấy cô mạnh mẽ. Tốt nhất là tìm bạn bè bên cạnh, lên tiếng trước, tốt nhất là nhân vật công chúng, về phía Đoàn Dũng. Chắc chắn cũng sẽ làm vậy. Được, tôi biết rồi. Cảm ơn anh nhé. Không cần cảm ơn tôi, chỉ cần hiểu rõ bản tính con. Gì thế? Nghĩ cách đi. Nghĩ ra cách chưa? Tôi mời các người đến đây làm gì? Làm chút gì đó thực tế được không? Anh... Cậu đừng động vào tôi. Ơ kìa anh, anh đắc tội người ta, vậy không ai giúp chúng ta nữa. Thầy Phương, hai hôm trước có ngồi sao nước ngoài, giờ hiện tại của anh ta nói anh ta bạo hành, diễn viên này mời vợ cũ của anh ta và diễn viên đồng nghiệp đứng ra nói giúp anh ta. Anh Đoàn, bên cạnh anh có người bạn thân nào đồng ý đứng ra nói giúp anh vào lúc này không? Cao Tổng, đây là báo cáo tổng kết công việc năm nay, ông xem qua đi. Năm nay xem như đã trôi qua bình yên. Không biết năm sau sẽ thế nào. Ông đó đừng tự chú phiền muộn nữa. Hoắc Tổng, Lâm Tổng, hai cánh tay đắc lực của ông đều ở đó mà. Tôi luôn lo sự việc của Lâm Trung Thạc và tai nạn Ben Xian bị đột ra ngoài. Dù sao Phương Lịch cũng biết chuyện này. Phương Lịch nếu như muốn tự mình tiết lộ chuyện này sẽ không cho chúng ta biết để chúng ta xử lý đâu. Anh ta chắc chắn có hận Lâm Trung Thạc, nhưng anh ta sẽ không vì sự việc này phá hoại mục tiêu lớn của mình. Chuyện này phải giấu chỉ luôn trước. Được. Chào Hoắc Tổng. Chào Hoắc Tổng, chào. Đêm qua ngủ không ngon à? Tôi có thuốc ngủ, cậu cần không? Rất không hiểu đấy. Cái gì? Ngô Quân đang ở nước ngoài à? Anh ấy... Gọi tiếp. Người từ chối chúng ta sẽ không đồng ý bên họ đâu. Tập huấn ở nước ngoài. Được rồi. Không có gì. Đừng nản lòng, thử tiếp đi. Không chừng người tiếp theo sẽ được. Lưu Tổng. Phải. Đúng vậy. Ờ kìa. Alo.
Lưu Tổng nói không thích hợp. Sao lại không thích hợp? Anh ta làm về đồ dùng phụ nữ. Nếu lúc này anh ta đứng ra, không phải bị cư dân mạng xỉ vả sao? Anh ạ, bình tĩnh. Tôi gọi tiếp. Chào anh, tôi là Diệp Thuần. Tôi muốn... Được rồi, tôi biết rồi. Xin lỗi đã làm phiền. Quan hệ của Đoàn Dũng sau khi nổi tiếng đều rất có thế lực. Dù mọi người biết anh ta là người thế nào, cũng không dễ dàng giúp tôi đâu. Tôi... Alo? Cúp luôn rồi. Một đám ai vua. Lúc tôi nổi tiếng, họ đều đến định bợ tôi. Giờ có chút việc lại chạy hết. Đúng là thực tế. Anh Đoàn, xin anh bình tĩnh lại. Vợ cũ của anh thì sao? Ngôi sao nước ngoài kia cũng do vợ cũ anh ta đứng ra nói giúp anh ta. Tôi tìm ai cũng không tìm cô ta. Anh và vợ cũ của anh tại sao lại ly hôn? Cũng bị anh ấy đánh đến bỏ đi đấy. Nhưng lúc đó sự việc không ầm ĩ, thế nên bên ngoài không biết. Có tiền trợ cấp không? Có. Không ít đâu. Để người vợ cũ này đứng ra lên tiếng, chứng minh anh Đoàn trước nay không có thói quen bạo hành. Nếu cô ta nhận tiền trợ cấp, chắc chắn cũng không mong anh Đoàn mất đi con đường tài lộc. Đúng vậy. Tôi thử xem. Khoan đã. Anh Đoàn, cuộc điện thoại này anh tự gọi đi. Tôi cảm thấy những việc này của anh ta đều rất tốt, đặc biệt là điểm thứ tư. Cao Tổng. Bắt đầu được rồi. Dân. Cuộc họp về công ty năm nay bây giờ bắt đầu. Tôi và Đoàn Dũng từng sống chung 2 năm. Thực tế anh ấy là một người dịu dàng, chưa từng thô lỗ với tôi. Tôi tin là sự việc Đoàn Dũng bạo hành lần này chắc chắn có ẩn khúc khác. Hy vọng mọi người chờ đợi sự thật. Chuyện này đã có hiệu quả rồi. Dân mạng đều đang bàn tán. Nó là cả vợ cũ của Đoàn Dũng cũng nói giúp cho Đoàn Dũng. Có lẽ sự việc này bên phụ nữ cũng có trách nhiệm. Cũng vì tiền thôi. Diệp Thuần, chuyện bạo hành gia đình tuyệt đối không thể nhẫn nhịn, bất cứ lý do nào cũng không chấp nhận. Cô nghĩ xem, còn người nào có thể chứng minh vợ cũ của anh ta cũng bị bạo hành không? Thôi bỏ đi. Chúng ta bỏ qua vợ cũ của anh ta đi. Cô ấy làm gì cũng có nỗi khổ của mình. Bố mẹ mất rồi, bản thân cũng không có việc làm, chỉ dựa vào tiền trợ cấp của Đoàn Dũng để sinh sống. Hơn nữa mục tiêu của tôi là Đoàn Dũng. Tôi không muốn liên lụy người khác. Phải rồi, Đoàn Dũng từng đánh một người.
Ngô Phương đâu? Hình như ra ngoài với Phương Tổng rồi. Tôi có thể chứng minh khuynh hướng bạo lực của Đoàn Dũng. Một năm trước tôi lái xe trên đường, xảy ra va chạm với xe của Đoàn Dũng. Đoàn Dũng xuống xe liền muốn đánh tôi. Sau đó bị vợ của anh ta ngăn lại. Vợ anh ta xin tôi đừng làm lớn chuyện. Không ngờ bây giờ vợ anh ta cũng bị đánh. Đàn ông đánh vợ đều là rác rưởi. Tôi có thể chứng minh lời tôi nói đều là thật. Nếu không tin, mọi người có thể đến Bộ Giao thông kiểm tra ngày 5 tháng 12. Đưa đây, anh... Một đám cặn bã, toàn là lũ ăn hại. Bây giờ người nào cũng dám chống đối tôi. Cũng may cuối cùng cô đã tìm được người đó. Chúng ta gỡ lại được một gián. Hôm đó đúng lúc cũng là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng tôi. Tôi không muốn làm lớn chuyện, sợ xui xẻo. Vì thế đã âm thầm đi xin chủ xe đó. Không ngờ đã thật sự có ích. Vậy trước đây hai người cũng rất yêu nhau nhỉ? Vậy thì đã sao? Bây giờ cũng trở nên như thế này rồi. Cô đã rất kiên cường rồi. Cô biết tôi đã gặp qua rất nhiều người vợ suy sụp trong lúc này. Bề ngoài yên lặng không có nghĩa tổn thương không sâu. Bề ngoài yên lặng không có nghĩa tổn thương không sâu. Phòng quan hệ công chúng của Zegus chúng ta hiện giờ là phòng ban thành tích tốt nhất công ty. Các phòng ban khác phải học tập phòng ban của Lâm Tổng nhé. Tiếp theo, mời Lâm Tổng phát biểu. Tôi mới vào công ty 3 tháng, vẫn còn trong giai đoạn học tập mọi người. Tôi không phát biểu đâu. Chúng ta ở công ty đâu phải xem thời gian đến công ty ngắn hay dài, mà là xem đóng góp ít nhiều cho công ty. Lâm Tổng, nói vài câu đi. Phải. Tài năng có hạn của tôi nào dám múa rìu qua mắt thợ.